Naruto, cậu bé lúc nào cũng phấn đấu. Thay vì xin họ một con cá thì hãy xin họ một cái cần câu. Vượt rất nhiều thử thách khó khăn, đánh bại bên hay là những kẻ xấu. Chế ngự và làm bạn cũng vậy, sức mạnh lục đạo ta chảy trong máu. Học trò của Sanin hiền thoại, đích thân đệ ngũ truyền lại. Như ra ấn tượng tại Konoha, hạ gục kẻ thù trong vai quay. Trình độ đã vượt qua sư phụ, có y thuật và sức mạnh không tưởng. Có thể gây sát thương diện rộng cho bất kỳ đối thủ nào mà không sót thương. Một bậc thầy về thể thuật, nắm đấm của cậu đáng nể thật. Không thể sử dụng những thuật heo thật nhưng hơn mọi người về thể chất. Tập luyện chăm chỉ hơn bất cứ ai, không cần vũ khí như ba toàn. Đừng bắt Rock Lee mở cổng, sức mạnh của ta như là một quả bom. Sức mạnh to lớn như thân hình ta là một cậu bé cuồng ăn. Chuyển hóa năng lượng calo trong cơ thể thành chakra, bắt đầu cuộc săn. Biến đổi cơ thể sử dụng dương độn, giúp tăng kích thước cơ thể. Tất cả kỹ năng ta có đều do thân hình mà ra, chắc là một cơ trẻ. Được miêu tả là thần đồng thành thảo Mikau. Gen trong Konoha 11 ta trở thành cho nin đầu tiên trong chúng bạn. Lúc bấy giờ ta là ninja tài giỏi nhất lịch sử nhà Hyoga. Mong muốn có thể tạo ra tương lai cho gia đình và bản thân ta. Là Shinobi điều khiển côn trùng thuộc tộc Aburame của làng lá. Bọn côn trùng có thể hút cạn chắc đa xâm nhập vào người để tàn phá. Dòng họ có đặc điểm nuôi côn trùng ngay trong cơ thể mình. Sử dụng chúng trong chiến đấu, hãy xem chúng như làm vệ binh. Hey, công chúa Hinata không như Uchiha. Không cần đến mắt Sanin gần Pikachu gần ta cứ bay xa. Công chúa nhúc nhích ai cũng thấy, lại được Naruto dẫn say. Nỗ lực tập luyện gia đình công nhận, mong một ngày cùng nhau cũng tay. Dù mạnh đến mấy nhưng cũng cần phải có cái đầu. Shikamaru trên tay mà sức chiêu thì ngươi không chơi lại đâu. Chiến thuật cực đỉnh ta tạo ra, dùng để chiến đấu dài lâu. Ở trong ma trận của ta thì chắc ngươi không biết mình đang tấu hài đâu. Yeah, là một chàng trai nóng nảy và bốc đồng. Dễ mắc sai lầm trong chiến đấu mỗi lần khi mà ta bị kích động. Từ ước mơ trở thành Hokage khi chúng nguyệt độc vô hạn. Sức mạnh to lớn lúc đấy tiêu diệt hết những kẻ làm can. Một cô bé xinh đẹp do tình cảm luôn lo lắng cho đồng đội. Sau khi Sakura thích Sasuke thì hai người đều chống đối. Trở thành một ninja trị liệu mong muốn giúp đỡ cho tất cả mọi người. Tấm lòng nhân hậu không thể cứu thầy Asuma cố giữ đôi môi cười. Nổi bật nhất là khả năng ném khí và thành thạo các đầu của ninja. Ước mơ của ta là có thể trở nên vĩ đại như Sanin huyền thoại. Là một trong những nữ ninja xuất sắc nhất nhờ luyện tập từng bước. Có niềm tin mạnh mẽ rằng những gì ninja nam làm được thì nữ cũng làm được. Yeah.